Nhắc đến những mỹ nhân thế hệ hậu 2000 của showbiz thì không thể không nhắc đến những cái tên vô cùng nổi bật như Âu Dương Nana, Trương Tử Phong, Triệu Kim Mạch hay Hướng Hàm Chi. Đa phần họ đều là sao nhí từng xuất hiện trong một số bộ phim. Tới nay khi đã trưởng thành, các mỹ nhân này cũng có được chỗ đứng gây chú ý trong làng giải trí Hoa ngữ. Hãy cùng showbiz phim nhìn nhận đôi nét về con đường sự nghiệp và địa vị của các nàng tiểu hoa này ở showbiz hiện nay nhé! Âu Dương Nana. Sinh năm 2000 tại Đài Loan, ngay từ khi còn nhỏ, Âu Dương Nana đã lên sóng truyền hình và nhanh chóng nhận được sự chú ý từ công chúng bởi sự đáng yêu và nhí nhảnh. Năm 7 tuổi, cô đỗ thủ khoa vào dàn nhạc giao hưởng thiếu nhi Đài Loan. Ở tuổi 12, Âu Dương Nana là một trong 160 học viên được theo học tại Học viện Âm nhạc Curtis của Mỹ. Công chúa Senlo có kinh nghiệm trình diễn ở nhiều sân khấu lớn tầm quốc tế. Tháng 4 năm 2019, cô lọt vào danh sách những người dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất châu Á do tạp chí Forbes bình chọn lần thứ tư. Tuy nhiên, sau đó cô lại quyết định tạm dừng việc học để về nước gia nhập showbiz. Âu Dương Nana từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Bí Quả, Vâng Thượng Tiên Sinh, Chuyện Tình Bắc Kinh, Đại Chúa Tể, Quả Tin Thép, Vĩnh An Mộng. Tuy nhiên, trái ngược với nhan sắc xinh đẹp nổi bật, khả năng diễn xuất của cô chưa được đánh giá cao. Không gây ấn tượng ở mảng phim ảnh nhưng Âu Dương Nana là gương mặt sáng của lĩnh vực thời trang, truyền hình giải trí. Năm 2022, Âu Dương Nana cho ra mắt thương hiệu mang tên Nabi, chuyên bán áo choàng tắm, trang phục ngủ và đồ dùng cá nhân khác. Tuy nhiên, sự khởi nghiệp kinh doanh của nữ diễn viên không thuận lợi, bị chỉ trích bòn tiền người hâm mộ. Không chỉ vậy, đời tư của Âu Dương Nana cũng khiến không ít người phải lắc đầu khi nhiều lần vướng phải lùm xùm tình cảm với các nam thần showbiz. Trước đó, cô nhiều lần bị soi có những hành động khá kém duyên với những đồng nghiệp nam trong giới giải trí. Có thể dễ dàng nhận thấy, địa vị của Âu Dương Nana hiện tại đã suy giảm khá nhiều so với thời điểm trước. Trương Tử Phong. Đối với những khán giả yêu mến điện ảnh Hoa ngữ thì Trương Tử Phong là cái tên đã không còn quá xa lạ. Nữ diễn viên sinh năm 2001 này được ưu ái đặt cho Mỹ danh là em gái quốc dân nhờ vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng cùng thái độ lễ phép. Trương Tử Phong tham gia hoạt động nghệ thuật từ rất sớm khi chỉ mới 5 tuổi, đến năm 8 tuổi, cô tham gia phim Đường Sơn Đại Địa Chấn. Cô đảm nhận vai diễn nhân vật Phương Đăng lúc nhỏ, sau khi bộ phim gây được tiếng vang cực kỳ lớn tại Trung Quốc, thì Trương Tử Phong nổi tiếng khắp cả nước. Nhờ vai diễn Để Đời Này, cô bé đã trở thành diễn viên trẻ tuổi nhất chiến thắng giải diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 31. Từ đây, cô bé chính thức bước vào con đường sao nhí và nhận được sự quan tâm của công chúng trên suốt hành trình trưởng thành. Năm 17 tuổi, Trương Tử Phong nhận được phản ứng rất tích cực khi thể hiện vai diễn Tư Nặc đầy bí ẩn trong series phim điện ảnh gây sốt phòng vé là Thám Tử Phố Tàu. Tài năng của cô càng được khẳng định rõ nét hơn thông qua các tác phẩm điện ảnh như Tiểu Biệt Ly hay Mau Mang Anh Tôi Đi Dùng Cái. Năm 2022, phim điện ảnh Chị Gái Của Tôi do Trương Tử Phong diễn chính đã trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu liên tục tăng cao. Vai diễn người chị ở tuổi đôi mươi phải một mình chăm lo cho em trai đã lấy đi vô số nước mắt của khán giả. Đồng thời, vai diễn này còn giúp Trương Tử Phong giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Hoa Biểu lần thứ 19 khi chỉ mới 21 tuổi. Trương Tử Phong cũng trở thành ảnh hậu trẻ nhất của giải thưởng Hoa Biểu tính đến thời điểm hiện tại. Và là người đầu tiên của thế hệ tiểu hoa sinh sau năm 2000 có được giải thưởng danh giá như thế, nhờ đó càng củng cố vững chắc địa vị của cô trong giới điện ảnh. Triệu Kim Mạch. Sinh năm 2002, Triệu Kim Mạch được đánh giá là cái tên khá nổi bật của lứa diễn viên sau 2000. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp với đôi mắt tròn to có hồn cùng sống mũi cao. Nét đẹp của Triệu Kim Mạch vừa trong sáng lại mang nét độc đáo, thu hút một cách rất riêng biệt. Dù trẻ tuổi song nữ diễn viên đã hơn 10 năm kinh nghiệm diễn xuất và từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh. Những tác phẩm tiêu biểu của Triệu Kim Mạch phải kể đến Lưu Lạc Địa Cầu, Giáo Viên Thể Dục Của Tôi, Thiếu Niên Phái, Tiểu Biệt Ly, Tình Đầu Ngây Ngô. Năm 2022, bộ phim Khai Đoàn có đề tài Vòng Lặp Thời Gian do Triệu Kim Mạch đóng chính cùng Bạch Kính Đình đã thành công tạo nên cơn sốt, giúp tên tuổi của cô nàng này được biết đến rộng rãi hơn. Đến năm 2024, bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết do Triệu Kim Mạch và Ngô Lỗi đóng chính cũng chính thức ra mắt khán giả. Hình tượng nữ chính ân quả mà Triệu Kim Mạch thể hiện lần này cũng nhanh chóng nhận về loạt phản hồi tích cực. Khoảng thời gian trước, Triệu Kim Mạch thường xuyên mắc phải lỗi tạo hình và trang phục, dẫn đến hình ảnh kém sắc và không có đủ khí chất mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Song, Triệu Kim Mạch đã cố gắng thay đổi và trở nên hoàn hảo hơn trong mắt khán giả. Sắp tới đây, Triệu Kim Mạch có dự án cổ trang Độ Hoa Niên đóng cùng Trương Lăng Hách cũng được đánh giá khá cao. Tin rằng, nữ diễn viên sinh năm 2002 sẽ ngày càng lột xác và mang đến nhiều vai diễn chất lượng hơn cho khán giả. Văn Kỳ. Văn Kỳ sinh năm 2003 là diễn viên trẻ thuộc phái thực lực của màn ảnh Hoa ngữ.
ở Văn Kỳ toát lên vẻ đẹp đặc biệt đầy khí chất điện ảnh. Ở tuổi 14, Văn Kỳ đã nhận được hai đề cử quan trọng tại Giải thưởng Kim Mã lần thứ 54 vào năm 2017 cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim Năm tháng tươi đẹp và đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với tác phẩm Huyết Quan Âm. Trong đó, Văn Kỳ đã giành được giải nữ phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn ấn tượng trong phim Huyết Quan Âm. Trong phim, Văn Kỳ vào vai một cô gái trẻ vô tình chứng kiến tội ác tình dục của hai người phụ nữ, nhưng cô buộc phải im miệng để đổi lấy sự bình yên cho bản thân và gia đình. Đến nay, hầu hết các tác phẩm Văn Kỳ tham gia đều mang đậm chất nghệ thuật, có thể kể đến các phim như Thiếu Niên, Thục Nữ Chi Gia hay Gia Niên Hoa. Ngoài ra, cô cũng thành công ở mảng truyền hình với tác phẩm Thiên Khanh Ưng Liệp đóng cùng Vương Tuấn Khải. Có thể nói, dù nhan sắc của Văn Kỳ không quá xuất sắc để được xếp vào hàng mỹ nhân, thế nhưng khí chất và gương mặt phù hợp điện ảnh của cô bé đã tạo được sự tin tưởng từ các đạo diễn. Ở Văn Kỳ, hiện hữu một khả năng diễn xuất tự nhiên từ bên trong và không hề có một sự gượng ép nào. Ngoài vai trò diễn viên, Văn Kỳ còn được các thương hiệu thời trang ưa thích nhờ vẻ ngoài cuốn hút, khác lạ giữa nhiều ngôi sao trẻ hiện nay. Bao Thượng Ân. Bao Thượng Ân sinh năm 2002, cô từng theo học khoa biểu diễn tại Học viện Truyền thông Chiết Giang. Đầu năm 2021, Bao Thượng Ân bắt đầu sự nghiệp diễn viên. Cô xuất hiện với vai diễn phụ trong phim Diệu Thủ. Đây cũng là bước đầu tiến chân vào con đường sự nghiệp của cô gái Gen Z này. Dù còn ít tuổi nhưng nữ diễn viên đã được trao cho khá nhiều cơ hội tham gia diễn xuất. Bao Thượng Ân còn góp mặt trong chương trình giải trí Tôi Là Nữ Diễn Viên do Đài Truyền hình Chiết Giang tổ chức. Lúc này cô bắt đầu nhận được sự quan tâm của khán giả và báo chí truyền thông. Đặc biệt, nhan sắc của cô tạo dấu ấn đậm nét với người xem. Sau đó, Bao Thượng Ân tiếp tục tham gia khá nhiều dự án phim ảnh khác như Thiết Lập Cửa Hàng Tiện Lợi, Thư Trung Công Tử Thế Vô Song. Đặc biệt với vai Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu, cô gái trẻ thành công tạo sự chú ý nhờ nhan sắc nổi bật và diễn xuất khá ổn. Tuy nhiên, thời điểm đó Bao Thượng Ân cũng nhận về một số ý kiến trái chiều vì có người cho rằng cô nàng tuy xinh xắn nhưng không lột tả được hết vẻ thông minh nghịch ngợm, ham chơi và lém lỉnh của Hoàng Dung. Dù đến nay, nữ diễn viên chưa có vai diễn nào thực sự xuất sắc, nhưng Bao Thượng Ân vẫn được đông đảo khán giả quan tâm nhờ sở hữu nhan sắc cực kỳ nổi bật, xinh đẹp nhất nhì trong số các đồng nghiệp cùng trang lứa. Bên cạnh đó, Bao Thượng Ân còn có những vai diễn đáng mong đợi trong hai bộ phim cổ trang là Anh Hùng Chí và Thủy Long Ngâm. Hồ Liên Hinh. Hồ Liên Hinh sinh năm 2000, hiện đang là một trong những ngôi sao được lăng xê mạnh ở showbiz. Hồ Liên Hinh sở hữu gương mặt cực xinh đẹp và cuốn hút. Người đẹp gây ấn tượng bởi ngũ quan xinh đẹp, nước da trắng mịn màng cùng góc nghiêng thần thái không kém gì các đàn chị như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi. Ngoài ngoại hình xinh đẹp, Hồ Liên Hinh còn sở hữu học lực khủng khi là á khoa chuyên ngành văn bằng kép của Học viện Hí kịch Trung ương. Ngay khi vừa ra mắt, Hồ Liên Hinh đã góp mặt trong những dự án truyền hình lớn như Thám Tử Phố Tàu hay Nhân Thế Gian. Ngay sau đó, dù vẫn chưa có nhiều danh tiếng, nhưng Hồ Liên Hinh đã được lựa chọn cho nữ chính của dự án Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đóng chung với nam diễn viên Hầu Minh Hạo. Cô cũng đảm nhiệm vai diễn Đồ Sơn Dung Dung trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do đàn chị Dương Mịch đóng chính. Dự án này đã được chú ý ngay từ khi khai máy và được dự đoán bùng nổ trong tương lai, từ đó kéo tên tuổi của Hồ Liên Hinh lên một nấc thang mới. Với một nền tảng vững chắc như thế, Hồ Liên Hinh từng được kỳ vọng sẽ là ngọc nữ thế hệ mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Thế nhưng cô nàng này lại nhiều lần khiến người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng vì chuyện đời tư của mình. Nữ diễn viên được cho là đã bị gạt ra khỏi nhiều dự án do mải mê yêu đương. Theo giới thạo tin, vì lộ tin hẹn hò từ tháng 9 năm 2023, Hồ Liên Hinh liên tiếp đánh mất các dự án như Tây Thành Thiếu Nữ, Nữ Chính đổi thành Hà Lam Đậu. Dự án Nữ Tướng Tinh vốn xác định Hồ Liên Hinh đóng nữ phụ cũng đổi thành Trương Miểu Di. Ngoài ra, vai nữ chính trong dự án Thịnh Thế Thiên Hạ cũng rơi vào tay đồng nghiệp khác. Lý Canh Hy. Sinh năm 2000, Lý Canh Hy được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ có diễn xuất ổn áp của showbiz. Được biết, cha của Lý Canh Hy là bạn của nàng tài nữ từ Tịnh Lôi. Ông đã kể cho bạn mình nghe về việc con gái rất thích tham gia các câu lạc bộ kịch. Cũng nhờ đó mà Từ Tịnh Lôi mới chú ý đến Lý Canh Hy và nhận ra tài năng của cô. Đây chính là cơ duyên đã đưa Lý Canh Hy đến với làng giải trí. Lý Canh Hy bắt đầu sự nghiệp với vai Tuyên Mặc trong bộ phim Bạn Học 200 Triệu Tuổi. Sau đó, Lý Canh Hy tiếp tục khiến khán giả ấn tượng với vai diễn Kiều Anh Tử trong bộ phim Tiểu Hoan Hỷ. Một cô bé bị trầm uất bởi kỳ vọng quá lớn từ mẹ trong kỳ thi đại học khiến khán giả vô cùng đồng cảm. Diễn xuất của Lý Canh Hy cũng bắt đầu được khán giả ghi nhận kể từ vai diễn này. Năm 2019, sau một thời gian ngắn bước chân vào ngành điện ảnh, Lý Canh Hy đã đạt giải thưởng nữ diễn viên tiềm năng của năm nhờ vai diễn cô bé Thủy Thanh trong phim Thỏ Con Bạo Lực. Sau đó, cô đóng khá nhiều phim, nổi bật nhất phải kể đến 20 Bất Hoặc, Nguyệt Lý Thanh Sơn Đạm Như Họa, Tuyết Trung Hãn Đao Hành,
và vượt qua. Năm 2022, Lý Canh Hy đã xuất sắc giành giải nữ diễn viên đột phá tại Thịnh Điển hàng năm phim truyền hình Trung Quốc lần thứ nhất. Vẻ ngoài của Lý Canh Hy không thuộc hàng mỹ nhân xinh đẹp, nhưng cô lại có được gương mặt mang nét đẹp độc đáo. Nhan sắc của Lý Canh Hy được nhận xét là đặc biệt, không dễ lẫn vào giữa dàn mỹ nhân của showbiz hiện nay. Hướng Hàm Chi. Hướng Hàm Chi sinh năm 2002, cô là người Mỹ gốc Hoa, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế đặc biệt khá giả. Vì thế, cha mẹ rất ủng hộ cô theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hướng Hàm Chi gây ấn tượng bởi vẻ đẹp chuẩn nữ chính thanh xuân vườn trường với mái tóc dài đen mượt cùng ngũ quan hài hòa. Cùng với đó là khả năng diễn xuất tự nhiên dễ chịu, nữ diễn viên bắt đầu nổi tiếng nhờ vai nữ chính trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời, đóng cùng với Mỹ Nam Vương An Vũ, và sau đó là vai nữ phụ trong phim Tiểu Mẫn Gia của Châu Tấn và Huỳnh Lỗi. Trong phim cô cùng với Chu Dực Nhiên đã tạo nên một cặp đôi gà bông vô cùng đáng yêu, chiếm trọn tình cảm của khán giả xem phim. Hiện tại, Hướng Hàm Chi có dự án Tiên Đài Hữu Thụ đóng cùng Đặng Vi đang chờ phát sóng. Nhân vật Tô Dịch Thủy của Đặng Vi và nhân vật Mộc Thanh Ca của Hướng Hàm Chi được khán giả nhận xét là một trong những cặp đôi có visual nổi bật nhất trong các bộ phim cổ trang đang chờ phát sóng hiện nay và được mong đợi tạo ra nhiều tương tác ngọt ngào trên màn ảnh. Vương Ảnh Lộ. Vương Ảnh Lộ sinh năm 2000, cô nàng là một phát hiện mới của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian gần đây. Vương Ảnh Lộ có phong cách cá tính, vẻ đẹp ấn tượng, nhan sắc của cô gợi nhớ đến nhiều đàn chị nổi tiếng như được pha trộn từ Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Cổ Lực Na Chát. Vương Ảnh Lộ là diễn viên tay ngang, chỉ từng đóng vai nhỏ trong một số phim nổi tiếng như Cô Nàng Lợi Hại, Chế Tạo Gian Nan, Thiên Tài Cơ Bản Pháp. Năm 2023, Vương Ảnh Lộ gây ấn tượng với vai dị nhân Phùng Bảo Bảo trong phim Dị Nhân Chi Hạ. Ngay từ khi phim vừa lên sóng, nhan sắc của Vương Ảnh Lộ đã được khán giả chú ý và khen ngợi. Nhờ đề tài mới lạ, cốt truyện hấp dẫn, hình ảnh đẹp mắt và diễn xuất ổn định của dàn diễn viên, mà Dị Nhân Chi Hạ được rất nhiều khán giả yêu thích, cũng nhờ đó mà danh tiếng của nữ chính Vương Ảnh Lộ cũng được nhiều khán giả biết đến hơn. Theo Sohu đánh giá, Vương Ảnh Lộ có dáng người nhỏ xinh nhưng có sức bật mạnh mẽ. Cô có gương mặt thời thượng, đôi mắt có chiều sâu, dễ gây ấn tượng với khán giả. Vương Ảnh Lộ với khí chất mạnh mẽ phù hợp với các vai diễn đả nữ hay vai diễn gai góc. Đây là hình tượng hiếm có trong giới giải trí hiện tại, trong khi hầu hết tiểu hoa đán đều có vẻ đẹp ngọt ngào, thân thiện. Trong năm 2024, Vương Ảnh Lộ sẽ góp mặt trong các dự án gồm có Dị Nhân Chi Hạ 2, Hoan Nghênh Đến Bên Tôi và phim cổ trang Hiến Ngư đóng cùng nam diễn viên Trần Phi Vũ. Tôn Chân Ni. Tôn Chân Ni sinh năm 2000 tại Thượng Hải, cô nàng có màn ra mắt ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ nhờ vai diễn nàng Hồ Ly Phiên Phiên trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Nhan sắc xinh đẹp, cộng thêm hình tượng nhân vật thú vị, cùng với diễn xuất tương đối ổn áp đã giúp cô thu hút được không ít fan và nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Có thể nói, đây là một bước đệm khá tốt cho sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của cô nàng. Trước khi xuất hiện với vai trò là một diễn viên, cô là thành viên của nhóm nhạc nữ SNH48 và từng tham gia chương trình Sáng Tạo Doanh năm 2020. Ngoại hình của Tôn Chân Ni được đánh giá cao với đường nét sáng, mũi cao, mắt to, da trắng nổi bật, nhờ đó mà cô nàng luôn tỏa sáng trong mọi khung hình. Sau vai diễn thành công trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tôn Chân Ni nhanh chóng được lựa chọn cho vai nữ chính trong phim cổ trang Thiên Đoá Đào Hoa Nhất Thế Khai, đóng chung với nam diễn viên Trương Bân Bân. Ngoài ra, thế hệ tiểu hoa sinh sau năm 2000 ở showbiz vẫn còn kha khá cái tên nổi bật khác, trong đó có một cái tên gây nhiều tiếc nuối cho khán giả, đó chính là Tưởng Y Y. Cô nàng không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn có khả năng diễn xuất khá xuất sắc, thế nhưng sự nghiệp diễn xuất của Tưởng Y Y coi như tạm chấm dứt. Nguyên nhân là do Tưởng Y Y vướng phải nghi vấn trốn thuế. Cô đã lâu không xuất hiện trước công chúng, các bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên cũng bị đắp chiếu vô thời hạn. Ai là nữ diễn viên sinh sau năm 2000 mà bạn có nhiều ấn tượng nhất ở showbiz? Hãy để lại bình luận để chia sẻ ý kiến với chúng mình nhé!